Chào mừng các bạn đến với khóa học thiết kế web của kênh trai TV. Trong khóa học này các bạn sẽ được giới thiệu những kiến thức cơ bản về internet, website, HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap. Ngoài ra, những kiến thức mới như HTML5 và CSS3 cũng sẽ được giới thiệu đến các bạn trong khóa học này. Hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh, like, chia sẻ video và nếu có câu hỏi, có thắc mắc, các bạn hãy để lại trong phần comment nhé. Sau đây là phần bài học rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học về thiết kế web nè. Trong phần này thì mình sẽ nói với các bạn về các khái niệm là links, là những cái đường dẫn ở trong những cái website. Các bạn thấy rằng là bất kỳ một cái trang web nào, nó đều có cái thằng này hết. Chúng ta click chuột vào nó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chuyển đổi, di chuyển sang một cái vị trí mới. Thì nó sẽ có rất là nhiều tình huống mà các bạn gặp phải những cái đường link ở bên trên những cái trang web ví dụ như là các bạn có thể là à, à, các bạn có thể là di chuyển giữa những cái trang web nội bộ hay là di chuyển sang những trang web khác đó. Thế thì mình sẽ giải thích cho bạn à, tìm hiểu nó sâu hơn nhé nhưng trước hết thì mình cũng muốn nhắc với các bạn một chút xíu về cái khái niệm của thằng link hay còn gọi là liên kết thì nó cho phép chúng ta di chuyển giữa các trang web hoặc là giữa nội dung khác nhau ở trên mạng internet ha, hoặc là giữa những cái thành phần ở bên trong một cái trang web đó thì nó sẽ có nhiều tình huống. Bây giờ mình sẽ đi vào từng tình huống một cho các bạn nè. À, ok nhé. Cái tình, à, cái tình huống đầu tiên đó là chúng ta liên kết từ một trang web đến một cái trang web khác. Thứ hai là các bạn liên kết từ một trang, trang của chúng ta đến một cái uh, trang khác nhưng mà cùng một cái hệ thống web của chúng ta. Thứ ba là liên kết từ một phần của trang web đến một phần khác trong cùng một cái trang thứ tư là chúng ta sẽ liên kết mở cửa trong một cái liên kết đến một cái nội dung nào đó nhưng mà chúng ta sẽ mở nó ở trong một cái cửa sổ trình duyệt mới hoặc là các bạn cũng có thể gửi email. Thì đây là những cái tình huống mà chúng ta thường hay sử dụng cái liên kết trong cái thằng HTML các bạn nhé. Ok. Đó thì để sử dụng được cái liên kết trong HTML, các bạn sẽ sử dụng giúp mình một cái thẻ đó là cái thẻ thẻ A các bạn nhé. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa lại cái thằng này nó màu màu vàng bạn sẽ để ý. thì chúng ta sẽ có một cái thẻ đó là thẻ a thì cái thẻ này giúp cho chúng ta có thể tạo ra những cái liên kết thì cái cấu trúc của thẻ a nó sẽ làm việc như thế nào thì trước hết á là nó chỉ có mỗi chữ a thôi các bạn mở nó ra ở đây và các bạn có thể đóng lại đóng lại thì nhớ là chúng ta cũng sử dụng đúng cái thằng a nhưng mà chúng ta có dấu sẹt phía trước nó chưa ở đây là mở nè ở đây là đóng và ở giữa cái mở và cái đóng thì các bạn sẽ có cái nội dung mà nó được hiển thị ra thì cái chữ này nè cái chữ imdb này nè nó sẽ được hiển thị ra màn hình ở giữa hai cái thẻ này nó là cái nội dung mà nó sẽ được hiển thị ra ngoài màn hình của chúng ta ok chưa nó sẽ hiển thị ra màn hình còn ở bên trong thì nó sẽ có những cái thuộc tính và cái thuộc tính đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái thuộc tính href href à, bây giờ các bạn đừng 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 có vội gõ code các bạn cứ ngồi nghe hết đi nghe hết rồi xong rồi mình sẽ code và mình sẽ giải thích lại một lần nữa cho các bạn ha đây cái thuộc tính href này là nó sẽ chứa cái đường dẫn nó sẽ chứa cái đường dẫn trỏ tới cái vị trí mà các bạn muốn di chuyển đến ví dụ như các bạn muốn người ta click chuột vào cái chữ là imdb thì nó sẽ chuyển trang sang cái trang là www.imdb.com các bạn có hiểu kịp không thì đó thì đó là cái à, đó là cái à, cái thuộc tính mà chúng ta cần phải nhớ đầu tiên ok nhé rồi tiếp tục nè bây giờ thì mình sẽ à, cho các bạn một cái ví dụ nhỏ khi mà chúng ta sử dụng cái thẻ a này à, các bạn nhìn lên trên màn hình giúp mình ở đây là mình đang sử dụng cái thẻ a để tạo ra những cái đường dẫn những cái link những cái liên kết ở trên cái trang web nhưng câu chuyện của mình muốn nói với các bạn ở trong cái slide này nó là gì đó là việc chúng ta di chuyển giữa những cái trang khác nhau giữa những cái website khác nhau nó có nghĩa là gì ạ là khi mà các bạn đang có khi mà các bạn đang đứng ở bên trong một cái các các bạn đang đứng để mình bỏ chuột xuống đây ha rồi các bạn đang đứng cái trang thứ nhất ví dụ như các bạn đang ở trong cái website của ông Tùng đi à, là website TV đúng không đó bây giờ nó sẽ có một cái đường dẫn nào đó một cái đường liên kết nào đó khi mà click chuột vào đây thì lập tức là nó sẽ chuyển sang một cái trang thứ hai và cái trang này là một cái trang web khác ví dụ như là chúng ta có cái trang là trang google.com đi trang google.com đó thì khi mà click vào cái đường dẫn này nó chuyển sang một cái trang khác nhé link to order side thì các bạn phải để ý giúp mình đó là chúng ta cần phải có đầy đủ giao thức à thế thì các bạn có nhớ chúng ta có giao thức gì không nè à các bạn có nhớ cái giao thức mà chúng ta đã được học không và các bạn nhìn lên trên cái ví dụ cho mình ở đây là chúng ta có cái thẻ a chỗ này đúng không và các bạn có cái thằng hạt ở đây sau đó các bạn sẽ có cái nội dung là cái url là cái đường dẫn thì các bạn thấy ở đây là nó có đầy đủ cái giao thức đó là HTTP 2 chấm xẹt Đúng không nè? Đó. Thì giao thức của chúng ta nó sẽ có một thằng là gì các bạn? Là HTTP. Ok chưa? Rõ gì nữa nè các bạn? Rõ gì nữa? Comment cho mình biết coi. Ngoài HTTP thì còn thằng nào khác nữa không? Ngoài HTTP thì còn thằng nào khác nữa không các bạn? À. Ngoài HTTP thì chúng ta còn có cả HTTPS các bạn ạ, đúng không? Là à, nó sẽ có security đó, được chưa? Hai cái này là chúng ta đã đề cập ở trong những cái bài học trước rồi. Thì các bạn muốn chuyển từ một cái trang web à, sang một cái trang web khác thì tức là một cái website sang một cái website khác đó các bạn thì chúng ta sẽ phải có đầy đủ giao thức ở trong cái phần tên À, cái URL, cái đường dẫn của chúng ta là các bạn phải có đầy đủ cái nội dung nhé. Không được thiếu cái đó. Thì nó mới di chuyển được. Rồi, tiếp tục. Nếu mà các bạn muốn chuyển giữa các cái trang ở bên trong nội bộ của một cái website thôi. Ví dụ như là mình có một cái website như thế này đi. Giả sử như mình có một cái website là cũng là cái website của mình là TITV. Đó. Bên trong cái website của mình nó có rất là nhiều cái trang con. Rồi đây là trang A, OK chưa? Ở đây là trang B, đó. Rồi đây là trang C. Thì giữa những cái trang này nè, các bạn có thể di chuyển qua lại. OK chưa? Các bạn có thể di chuyển qua lại. Thì để di chuyển qua lại giữa những cái trang này, thì các bạn cũng sẽ sử dụng cho mình cái thẻ là thẻ A. Các bạn sẽ sử dụng thẻ thẻ, thẻ A cho mình. OK, sorry. Chọn chuột của mình, nó không có chuột đâu rồi. Mình kéo xuống dưới, mình lấy. đây ok các bạn để mình chuyển sang cái bút màu đỏ ha để cho các bạn dễ dễ theo dõi rồi đây cái thẻ a của mình ở đây thì mình sẽ sử dụng cái thằng href nhưng ở trong đây thì mình chỉ để tên thôi mình chỉ để tên của cái à, trang mà mình muốn chuyển sang thôi chứ mình sẽ không có cái giao thức không có cái phần http hay là không có phần http à... TPS gì đó chúng ta sẽ không có cái phần đó chúng ta chỉ cần là để cái tên của cái trang của chúng ta là xong là ổn rồi nha rồi tiếp tục nha thế thì bây giờ các bạn thấy ở trên màn hình mình có cho các bạn xem cái cấu trúc của một cái trang web ví dụ như là ở đây nè cái thằng example uh, 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 example list như thế này thì đây là cái thằng root đây là cái thư mục gốc của chúng ta từ một góc của cái website của chúng ta thì bên trong nó các bạn thấy là nó có một cái trang index.html thì cái thư mục này chúng ta xem nó là thư mục parent là bên trong nó nó có thể chứa những cái thư mục con tại vì các bạn biết rằng một website á, nó có rất nhiều thành phần nó không phải chỉ có một thành phần nó có trang web nó có hình ảnh nó có movies nó có videos rồi nó có những cái file test hay là nó có những cái tập tin khác nữa thì chúng ta đôi lúc là chúng ta sẽ để nó ở nhiều cái cấp độ thư mục khác nhau ví dụ à, ví dụ đây là cái thằng này đúng không cái thằng example chỗ này cái thằng này nó là cấp độ 1 nè còn cái thằng image thằng movie thằng music thằng theater thì nó là cấp độ 2 có nghĩa là những cái thư mục này nó là con của cái thư mục gốc rồi tương tự như vậy chúng ta có thằng cinema là hay là thằng dvd thì nó lại là con của thư mục movies và vì vậy thì nó làm sao ạ? vậy thì nó sẽ là như thế nào? nó sẽ uh, là cháu nội của cái thằng uh, uh, example ở trên đây các các bạn có hiểu kịp không? thì chúng ta xem cái thằng này nó là cái thư mục cha còn cái thằng bên trong này nó là thư mục con được chưa? còn cái này là uh, thư mục ông nội đi hay là ông ngoại đi, còn này là thư mục cháu đó. các bạn cứ tưởng tượng như vậy. Thế thì câu chuyện của chúng ta nếu như mà hai cái tập tin html á các bạn để vào bên trong nó một cái đường dẫn để các bạn lít chuột qua lại thì nó rất là dễ chúng ta chỉ cần bỏ cái tên giống như là cái slide vừa rồi mình cho các bạn xem chúng ta chỉ cần gõ cái tên thôi tại vì nó cùng chung một cái thư mục thì các bạn bỏ cái tên vào là chúng ta lít cho lít chuột phát là nó sẽ nhảy trang lít chuột phát nó sẽ nhảy đúng cái trang mà chúng ta muốn nhưng câu chuyện là bây giờ là nó ở thư mục khác nhau thì sao à thì chúng ta cần phải xem xem từng cái tình huống một và các bạn sẽ để cho mình từng cái tình huống một nè rồi cái tình huống đầu tiên là nếu như hai thằng đó ở cùng một cái folder ví dụ như các bạn ở trong cái folder là cinema nhá giả sử các bạn ở folder này các bạn muốn chuyển đổi qua lại ví dụ như các bạn muốn có một cái thẻ a ở trong cái trang là index.html chúng ta click chuột vào một cái thành phần ở bên trên cái trang index.html và muốn chuyển sang cái trang review thì sao Thì các bạn chỉ cần để cái tên thôi. À thì khi mà trường hợp đầu tiên là trường hợp số 1 là chung một cái thư mục thì các bạn chỉ cần để đúng cái tên cho mình, các bạn sẽ nhìn được cách mà chúng ta làm ở đây. Đó là chúng ta sẽ để đúng cái tên tập tin thôi. À nhưng mà sau này các bạn học sâu hơn, các bạn nếu có cơ hội các bạn học PHP và MySQL với mình hoặc là các bạn học về USB và Servlet các bạn học về lập trình web asp À, .NET ở trên cái trang web của mình chẳng hạn hay là trên kênh Youtube của mình thì các bạn sẽ thấy rằng là đôi lúc là chúng ta sẽ bỏ vào cái hashtag này nó không chỉ là cái à, cái tên đâu mà nó có thể là những cái action những cái à, đường link cụ thể nào đấy à, thì nói chung nếu mà cùng thư mục thì các bạn sẽ bỏ vào cho mình à, cái tên thôi ok chưa nhưng cái tình huống thứ hai đó là chúng ta chuyển từ một cái thư mục cha nhưng mà chúng ta muốn click chuột phát nó nhảy vào thư mục con mình ví dụ nha mình ví dụ mình đang ở cái trang index.html này đây là cái tình huống số 2 nè các bạn sẽ nhìn tình huống số 2 nè tình huống số 1 đây nha mình ký hiệu lại cho các bạn là tình huống số 1 tình huống số 2 đó là mình đang ở trang index.html mình muốn có một cái chữ nào đó mà mình click chuột vào nó thì lập tức nó sẽ nhảy xuống cho mình cái thằng thư mục con là music và sau đó nó sẽ truy cập vào cái trang là index.html của thằng này. Hay là cái trang listing hay là trang gì đó. Tùy. À, một trong những cái trang này. Thì cái vấn đề của chúng ta là cái đường link lúc đó của các bạn á, là phải cộng thêm cho mình cái tên của cái thư mục nữa. Cái tên thư mục. Các bạn nhìn thấy đây. À, Bệ sĩ chúng ta đang đứng ở thư mục cha. Thì các bạn phải cộng cho mình cái tên thư mục con trước. Rồi sau đó các bạn mới xẹt một cái. Các bạn mới bỏ cái đường cái tên của cái tập tin của chúng ta vào. Các bạn để ý thật kỹ nha đây là tình huống số 2. thì chúng ta cần phải có cái à, tên của thư mục được chưa à, thì chúng ta sẽ một cái các bạn sẽ đi vào trong nếu mà các bạn lập trình với thằng Visual studio nó rất là hay nó sẽ gợi ý cho chúng ta đó là bên trong thư mục nó có cái thư mục gì Nên nó cho chúng ta chọn rồi bên trong thư mục nó sẽ có những cái tập tin nào nó cũng cho phép chúng ta chọn một cách rất là tốt rất là dễ dàng rồi tình huống thứ ba đó là các bạn có thể là di chuyển từ cái thư mục à, này, à, các bạn có thể di chuyển từ mục này nhưng các bạn sẽ đi vào cái thư mục con sâu hơn nhiều cấp, ví dụ là đi vào cái thằng này đi, hoặc là đi vào review hoặc là đi vào index gì đấy, thì các bạn sẽ phải chứa tất cả những cái thư mục, à, các bạn tưởng tượng đây, đây là thư mục con của cái vị trí chúng ta đang đứng hiện tại nè, à, được chưa? Đó là thư mục movies đúng không? Rồi sau đó trong movie các bạn phải đi vào DVD, rồi sau đó chúng ta đi vào thằng review. Nhớ sử dụng cho mình cái dấu sẹt này nha. Ok nha, để ý nha, dấu sẹt này nha. Rồi. Thì các bạn cần phải có đầy đủ, đầy đủ các bạn cần phải có đầy đủ tên của tất cả thư mục rồi sau đó chúng ta mới đi vào cái cái file mà chúng ta muốn chuyển đến. Rồi tình huống thứ tư là tình huống chúng ta truy cập ngược ra tình huống thứ tư là tình huống chúng ta truy cập ngược ra ở đây mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để cho các bạn dễ dòm nè giả sử bây giờ ở cái trang index này các bạn muốn truy cập ngược ra đi giả sử như từ trang trang này đi tình huống số 4 nha chúng ta ở trang này và chúng ta muốn click chuột một phát thì nó sẽ quay về cái trang này trước chúng ta nó quay về đây thì các bạn sẽ thấy rằng đó là nó truy cập ngược đúng không để truy cập ngược các bạn có thể sử dụng cho mình cái dấu là chấm chấm. Một lần chấm chấm là thuộc ra một thư mục, là lùi về một thư mục. À, có bạn nào đã từng học Linux chưa? Có bạn nào học hệ điều hành chưa? À, các bạn nào học hệ điều hành? Bạn nào học hệ điều hành rồi comment cho mình số 1 đi. Bạn nào là chưa từng học hệ điều hành thì các bạn comment cho mình số 0. Nha. Yeah. Thì trong cái hệ điều hành Linux hay là trong những cái hệ điều hành mà các bạn đã từng học á, thường là người ta sẽ cho các bạn những học những câu lệnh ví dụ như chúng ta có câu lệnh là cd đúng không nè cd các bạn có thể là cd chấm chấm thì chấm chấm có nghĩa là chúng ta quay ngược về phía trước một thư mục các bạn quay ngược về phía trước một thư mục như vậy trong tình huống số 4 này các bạn nhìn thấy chúng ta đứng ở cái vị trí là index html ở đây chúng ta muốn quay ngược ra cái thằng bên ngoài thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có cái à, cái này dấu này các bạn sử dụng cho mình là một lần chấm chấm một lần chấm 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 là bạn sẹt một cái nhé rồi đó là tên của cái tập tin mà chúng ta muốn trọ đến tương tự như vậy giả sử các bạn đứng ở trong những cái trang mà nó rất là sâu bên dưới này đó, nó đứng đứng ở một cái trang rất là sâu ví dụ đứng từ trang listing này listing này thì ở đây nó là cái tình huống thứ năm nè thì các bạn có thể đi đến cái trang này nhưng các bạn phải à, quay ra hai lần à, Ví dụ như các bạn quay ra lần thứ nhất thì nó chính là cái thư mục movies của chúng ta đó, được chưa? đó bạn quay ra được một lần nữa thì nó mới, nó nó mới đến cái thư mục là uh, example app của chúng ta. Rồi các bạn mới truy cập vào cái trang là index.html. Các bạn để ý giúp mình ha. Đó ok chưa? Để giúp mình nha. Thì đây là những cái tình huống mà các bạn sẽ sẽ phải để giúp mình ha. Đó À, một là truy cập sâu vào trong hai là truy cập ngược ra ngoài ok chưa cái thằng số 4 và số 5 là truy cập ngược ra còn một hai ba thì đó là truy cập à, sâu sâu vào bên trong à, ok nhé các bạn có hiểu kịp không ạ bạn nào hiểu rồi thì có thể comment cho mình chữ ok trong ô chat nhé à, tất nhiên là tí nữa thì chúng ta ngồi chúng ta xuống chúng ta ngồi chúng ta viết là code chúng ta thực hành thì các bạn sẽ hiểu nó sâu hơn còn bây giờ thì chúng ta cứ cứ nắm bắt được cái cách mà người ta sử dụng cái đường dẫn á, cái người ta để cái nội dung trong cái đường dẫn nó như thế nào thì nó sẽ có những cái tình huống như vậy. Ok nha, rồi. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng cái thẻ A này để chúng ta gửi email được luôn các bạn ha. Chúng ta gửi email được luôn á. Ví dụ ở đây là các bạn có thể là xẹt A, rồi sau đó các bạn sẽ ghi một cái nội dung gì đó ở đây là các bạn có thể là à, gửi email rất là dễ dàng. Các các bạn các, các, các bạn có hiểu kịp không ạ? Thì muốn gửi được email thì các bạn sẽ phải sử dụng giúp mình cái trừ khóa là mail to. Các bạn phải có cái từ khóa này. Mail to là gửi đến, và sau đó là cái địa chỉ email. Thì khi mà người ta click chuột vào đây, là lập tức là nó sẽ open một cái công cụ nào đó để gửi email. Nếu các bạn có cài đặt rồi thì nó sẽ cho phép các bạn gửi email từ công cụ đó luôn. nha Thì đó là cái đường link gửi email cho chúng ta. Rồi, các bạn có thể mở nó ở trong một cái tab khác. Thì các bạn giả sử như các bạn có một cái trang web đi các bạn click chuột vào các bạn không muốn nó hiển thị ở trên cái trang web của chúng ta mà chúng ta muốn nó mở ra một trang web khác thì các bạn sẽ có cái thuộc tính target target rồi sau đó các bạn cho cái giá trị ở đây là ship gạch là blank ship gạch ở đây là blank các bạn hiểu kịp chưa thì các bạn muốn muốn, đây là mình mình sẽ cho các bạn ví dụ luôn để các bạn có thể dễ nắm bắt giả sử như ở đây các bạn nhìn thấy đúng không ở đây nó có rất là nhiều cái cái đường link như thế này nếu các bạn click chuột ở đây thì nó sẽ nó sẽ truy cập lại đúng cái trang này nhưng mà giả sử các bạn click click chuột kiểu khác đó, là mình muốn nó mở ở một cái trang khác thì nó sẽ nhảy ra một cái trang khác nó mở ra ở bên dưới này nó không đụng chạm tới cái trang của mình ở trên đây ok ha rồi cái này thì các bạn sẽ vào bên trong cái thằng vkpa school và các bạn có thể sử dụng cho mình cái từ khóa là a à, thì sau đó các bạn có thể vào trong đây nó sẽ giải thích nhiều hơn và nó có nhiều cái thuộc tính hơn nữa các bạn mình giới thiệu với các bạn những cái thuộc tính chính thôi chúng ta cũng không thể nhớ hết được về tại vì nó rất nhiều thì nó còn có thuộc tính là download rồi href language rồi media rồi pink vân vân ok chưa real ok rồi các bạn có thể tìm hiểu thêm nhưng cái thằng target rất là quan trọng hồi nãy là mình đã giới thiệu với các bạn là cái thằng là ship gạch blank là khi mà chúng ta click chuột vào thì nó sẽ mở cho chúng ta ra ở một cái tab bên cạnh các bạn cứ, các bạn nhìn thấy không? À các bạn. Ở đây là mình đang sử dụng một cái thủ thuật khác để mình mở cái tab bên cạnh nhé Nhưng nếu các bạn có cái thẻ A mà các bạn để nó target là bằng ship gạch blank thì nó sẽ mở một cái tab bên cạnh hay là mở ra một cái cửa sổ mới đó các bạn chứ nó không có, nó không có mở ngay cái cửa sổ cũ. Thế thì bây giờ mình cho các bạn một cái nhiệm vụ rất là nhỏ thôi. Đó là mình đã giới thiệu với các bạn cái ship gạch đầu tiên rồi. Bây giờ các bạn hãy giúp mình à, comment cho mình biết từng cái thằng còn lại nó có ý nghĩa là gì. Mình sẽ cho các bạn tầm khoảng 30 giây để các bạn thực hiện cái hành động này nhé. hoặc à, là một phút đi. Các bạn hãy Google tìm kiếm và các bạn hãy comment xuống chỗ này cho mình biết. Đó là ship gạch parent nó có nghĩa là gì? Ship gạch self có nghĩa là gì? Ship gạch top nó có nghĩa là gì? À, rồi, à, tất cả các bạn nhớ làm cho mình cái phần này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn một phút và các bạn bắt đầu làm nhé. Ok. Google sẽ thoải mái à, xem coi ý nghĩa của thằng này nó là gì, ý nghĩa của thằng self là gì, ý nghĩa của thằng Top là gì. Các bạn phải có sự tương tác, tại vì các bạn mà ngồi nghe, nghe nghe không á, thì các bạn sẽ rất là dễ buồn ngủ và các bạn cũng sẽ rất là dễ lạc lối nên là phải có cái sự tương tác một chút. Ok nha, rồi các bạn hãy à, tìm kiếm đi ạ, à. cho mình biết cái kết quả trong cái ô chat nhé. và các bạn nếu mà tìm kiếm thì các bạn có thể tìm kiếm thêm đó là tình huống nào thì chúng ta nên sử dụng cái nào, các bạn phải có cái sự đọc thêm cái đó nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn. À các bạn có thể comment và tiếp tục nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái phần bài học của chúng ta. À, các bạn có thể là link tới một cái vị trí đặc biệt của một cái trang. Có một số cái trang web các các, các, các bạn người ta có thể là à, có một cái gọi là cái menu. Giả sử các bạn có một cái trang như thế này. Ok chưa? Các bạn có thể có một cái trang có một cái trang như thế này. Đó. Thì ở trên đây các bạn có thể là có cái menu nhỏ là A nè, rồi B nè, đó. Rồi dưới này các bạn sẽ có từng phần. A e thì các bạn sẽ có những cái dòng nào đó, những dòng nội dung chính đúng không? Đó. Rồi sau đó các bạn có thằng B, các bạn có những cái nội dung này. Và đôi lúc đó là chúng ta không có muốn đọc từ trên xuống, mà chúng ta muốn click chuột vào cái chỗ vị trí này, là lập tức là nó sẽ nhảy xuống đây. Là cái màn hình nó phải hiển thị ra cái thằng này. Hoặc là các bạn click vào cái thằng B, thì lập tức là nó phải nhảy xuống dưới này. Có nghĩa là chúng ta di chuyển, nhưng mà di chuyển ở trong một cái trang thôi, kéo lên kéo xuống thôi. Có hiểu kịp không ạ? Từ cái phần này sang cái phần kia, thì để mà di chuyển được á, thì các bạn sẽ cần phải đặt cái id cho cái vị trí mà các bạn muốn di chuyển đến ví dụ như các bạn có một cái tên gọi là phim making terms đó, các các bạn có hiểu kịp chưa rồi sau đó thì các bạn có thể là à, đặt cho nó cái tên là top nào phía về là vị trí phía bên trên rồi tất cả những cái thẻ a mà các bạn muốn di chuyển thì ở trong cùng cái trang mà khác vị trí ấy, thì các bạn phải để ý cho mình một cái ký hiệu này đó là dấu được chưa? Sau cái dấu thăng thì các bạn sẽ bỏ cho mình cái đi, cái thằng ID, tức là các bạn đặt tên cái ID đó là gì thì các bạn sẽ phải để cho nó đúng. Đây các bạn sẽ nhìn thấy. Đây cái thằng href này nó có dấu thăng, dấu thăng, dấu thăng đúng không? Đây nó giống như là cái mục lục của các bạn. Lít chuột vào đây, Lít chuột vào cái thằng đầu tiên thì nó sẽ chuyển đến uh, cái thằng này. Đây cái ID nè. ID là arc Short nè. Rồi ID là à uh, nè, rồi ID đó là uh, prolock q nè. vân vân. các bạn hiểu kịp không ạ? À? thì khi chúng ta khi mà chúng ta click chuột vào những cái những cái ký tự này những ký tự này thì cái trang của chúng ta nó sẽ tự động nó nhảy đến cái vị trí như chúng ta mong muốn tí xíu thì mình sẽ code cho các bạn để các bạn có thể xem được cái uh, cái cách hoạt động của nó nhá nhưng chúng ta nhớ rằng các bạn sẽ có cái dấu thăng, rồi sau đó các bạn sẽ có cái giá trị id của, cái cái tên uh, của cái uh, mã của mình cái id của các bạn đó nha rồi ok À, khi mà các bạn chuyển sang một cái trang khác, một cái phần khác, các bạn cũng có thể thêm cho mình cái cái đánh dấu, tức là à, cái vị trí mà các bạn muốn nó hiển thị ra. Ví dụ như là các bạn có một cái trang là trang HTML, lên uh, Bookcom gì đấy, thì các bạn truy cập đến nó rồi. Nhưng các bạn muốn nó không phải là xem từ đầu trang, mà nó kéo xuống cuối trang, thì các bạn có thể để dấu thăng bottom ở phía bên trong cái thằng là cái url của các bạn thì nó cũng sẽ hiểu được và nó tải cái trang xong là nó sẽ nhảy xuống dưới nó sẽ nhảy xuống cuối cùng nhé yeah. ok nhé yeah. thì nhưng mà ở trong cái trang bạn là phải có một cái chỗ để mà quy định cái địa chỉ id đó rồi chúng ta mới à, mới truy cập được ok chưa rồi chúng, chúng, chúng ta chúng ta mới truy cập được nhé yeah. rồi như vậy là vừa rồi mình đã trình bày xong cho các bạn cái phần À, lý thuyết liên quan tới cái thẻ a rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái bài tập bài tập này mình có để ở trên cái thằng github rồi các bạn có thể vào bên trong nó để các bạn xem được cái code à, nhưng mà mình á, thì mình sẽ có mỗi một lúc mà mình hướng dẫn á thì mình sẽ có một số cái hiệu chỉnh bây giờ thì mình sẽ dành cho các bạn ít phút à, cho các bạn 5 phút để các bạn có thể vào bên trong cái thằng github và xem code trong đó à, sau đó mình sẽ làm mình sẽ giải thích cho các bạn từng dòng từng dòng một nha các bạn nhé Ok. Các bạn sẽ vào bên trong đó các bạn xem trước đi. Lần tí nữa mình sẽ làm lại cho bạn cái bài tập này. Mình sẽ làm kỹ hơn nữa. Và nó sẽ có nhiều cái thư mục hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hoàn tất bài học vừa rồi. Hy vọng rằng các bạn đã có thêm được những kiến thức mới. Nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc bị lỗi trong quá trình lập trình, các bạn có thể chụp ảnh, gửi vào nhóm Facebook hoặc comment xuống phía bên dưới. À, các bạn trong nhóm sẽ cố gắng giúp đỡ cho các bạn hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn cố gắng không bỏ cuộc và rất là mong được gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo các bạn nhớ đăng ký kênh chia sẻ video like video và giới thiệu video đến những bạn bè cùng học ở lớp học của các bạn nhé cảm ơn các bạn hẹn gặp lại